Cảm ơn quý vị vẫn còn tiếp tục giữ màn hình của SBTN. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 chương trình Những người tù lương tâm. Khi mà Trung Cộng đánh ở biên giới phía Bắc á, thì người Cộng sản họ tạm tha anh hay là tạm thả về anh trong một thời gian ngắn á. Thì thưa anh, cái sự việc đó như thế nào đó thưa anh? Quân Tàu Cộng đánh qua biên giới ngay từ năm 1978, nhưng hầu hết chỉ có một hai làng bị tấn công, một số bị giết, thì Cộng sản bưng bít những cái chuyện đó và không hề nói ra. Cho đến khi mà Cộng sản thấy nguy cơ và họ dồn chúng tôi về miền Nam, thì trong cái giai đoạn mà dồn như vậy họ không đủ sửa soạn để mà có chỗ nhốt chúng tôi. Cho nên tôi được một cái giấy ra trại 20 ngày về trình diện địa phương và sau đó sẽ trở về lại đi trình diện để đi học tập tiếp theo như lời của người quản giáo ở công an ở ngoài đó. Thưa anh đã sử dụng 20 ngày mà Cộng sản họ tạm tha cho anh như thế nào đó thưa anh? Trong suốt 20 ngày đó thì cái ý tưởng của tôi trong đầu là con chim đã ra khỏi lồng. Thì cho dù cái lồng đó có sơn son thiếp vàng hay trong lồng có cây vàng cũng nhất định không vô trở lại. Cho nên trong vòng 20 ngày tôi đã tìm đủ mọi cách để vượt biển, đi vượt biên. Và tôi phải nói là may mắn nhiều hơn là tài giỏi. Tôi đã có cơ hội đi vượt biển và trên đường vượt biển tôi đã được một tàu Mỹ vớt đưa vào Thái Lan và cái người trong trên tàu tôi được đi sớm nhất là trong vòng có 4 ngày sau khi khám sức khỏe có kết quả ngay. Còn riêng bản thân tôi thì ở lại Thái Lan 2 tuần lễ và sau đó đến Mỹ. Khi mà anh được tạm tha để trở về với gia đình, anh có thể cho khán giả biết là cái hình ảnh cũng như cái kỷ niệm nào mà nó vẫn còn in đậm mãi trong đầu anh cho đến giờ phút này không thưa anh? Khi tôi được tạm thả ra trong vòng 20 ngày về với gia đình thì khi tôi về tới nhà tôi bấm chuông thì bà mẹ tôi ra mở cửa. Thì khi bà thấy tôi thì bà nói lên: Quyền, con sống khôn chết thiêng, con đừng có nhát mẹ, mẹ sợ mẹ chết thì không ai nuôi cháu. Con sống chết ngày nào thì con có thể nói cho mẹ biết chứ, con đừng có làm cho mẹ sợ. Tôi thưa với mẹ tôi rằng: Thưa mẹ, người chết thì cái thân thể nó lạnh, còn con thực sự là con của mẹ đã về đây. Mẹ hãy rờ con đi, mẹ sẽ thấy thân thể con còn nóng, tức là con của mẹ còn sống. Thì bà mẹ tôi đưa tay lên sờ trên trán, trên đầu, vuốt mặt tôi. Thì khi mẹ tôi làm cái động tác đó, thì cả hai mẹ con đều không thể nào cầm được nước mắt. Tại vì chính bà không thể nào tin được rằng cái đứa con của mình đi tù Việt Gian Cộng sản mà lại có thể trở về. Mà trong lòng bà, trong tâm trí của bà luôn nghĩ rằng với cái sự tàn bạo hà khắc của Việt Gian Cộng sản thì những người đi tù chính trị như chúng tôi chẳng sớm thì chày cũng sẽ chết trên chốn rừng thiêng nước độc mà thôi. Anh tâm trạng của anh như thế nào khi anh vừa đặt chân tới đất Mỹ thưa anh? Cái cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến nước Mỹ thì không thể nào diễn tả được, giống như một người tin Chúa mà được lên thiên đàng, một người tin Phật được vào nước Tây phương Cực Lạc. Quá sung sướng khi mình biết mình đã đặt chân đến đất nước tự do và biết chắc rằng Cộng sản không còn làm gì được mình nữa khi tôi đặt chân đến nước Mỹ. Đó là cái cảm giác đầu tiên mà tôi tạm có thể diễn tả như vậy. Và ngay khi đến Mỹ trong một thời gian rất là ngắn thì tôi được một người bạn cũ giúp đỡ và đưa cho tôi đi học liền ngay lập tức. Thì anh ta có hỏi tôi là muốn đi làm hay muốn đi học, thì tôi nêu cái ý niệm của tôi là tôi muốn đi học để có xây dựng tương lai. Thì anh ta đã giúp tôi đi học và tôi đi cũng đã, mặc dù lớn tuổi nhưng tôi đã cố gắng đi học từ chương trình ESL trở lên cho đến thành công. Và hiện tại bây giờ thì tôi làm Assistant Director cho cái Department gọi là Financial Department của một cái trường đại học ở Phi La. Khi qua tới Mỹ rồi, anh còn có những cái hoạt động gì cho cộng đồng hay là cho đồng bào cũng như là chiến hữu của anh còn kẹt lại quê nhà không thưa anh? Ngay từ khi đến Mỹ là tôi đã ấp ủ cái hoài vọng là làm sao sinh hoạt để lật đổ bạo quyền Việt Gian Cộng sản.
tôi đã sinh hoạt với các hội đoàn tại địa phương, tại thành phố Philadelphia, Hội Thủ Đức, Hội Cựu Quân Nhân. Và tôi đã được ủy nhiệm một chức vụ là Tổng Hội trưởng Tổng Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức tại Hải ngoại. Tôi cũng đã sinh hoạt nhờ cái vốn liếng Anh ngữ của mình tạm đủ, tôi đã sinh hoạt với người Mỹ và tôi đã được chỉ định một cách khéo léo lên đài truyền hình số 6 và nêu câu hỏi phỏng vấn hai ứng cử viên George Bush, W. Bush và Kerry, John Kerry vào thời kỳ đó. Là sĩ quan chiến tranh chính trị, anh có nhận định gì về cái cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua đó thưa anh? Đối với suy tư của một người sĩ quan chiến tranh chính trị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, theo cá nhân tôi, thì cái cuộc chiến Việt Nam là một cái vết đau rất là nặng sâu trong lòng, trên thân thể của mẹ Việt Nam. Và cái nỗi đau này đó, cái người bọn mà đáng phỉ nhổ nhất là bọn Việt Nam Cộng sản, nó đã mang một cái chế độ, cái chủ thuyết ngoại lai hoàn toàn không có phù hợp với dân tộc của mình và áp đặt lên đầu lên cổ người dân Việt Nam. Và cái chế độ đó sau hơn 60 năm cai trị và vẫn còn tiếp tục đã mang lại quá nhiều đau thương cho dân tộc, cho đất nước. Theo anh á, thì lý do gì mà miền Nam Việt Nam mình đã bị mất vào tay Cộng sản vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó thưa anh? Thất bại của miền Nam Việt Nam hoàn toàn không phải vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa yếu kém về, hoặc quân dân Việt Nam yếu kém trong vấn đề chống cộng và vấn đề mà bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chúng ta thua về lãnh đạo đã không có cái nhìn sâu suốt để mà thấy được cái sự biến chuyển của thế giới. Cho nên chúng ta đã bị buộc phải buông súng. Đó là cái nhìn về lãnh đạo. Chúng ta cũng nên thấy rằng trong số những anh em chúng ta có những cái chưa hoàn chỉnh. Đó là vấn đề mà nội tuyến chúng ta không có tìm ra được một cách minh bạch và từ trung ương cho đến địa phương. Cho nên vấn đề nằm vùng đã là một vấn đề rất là đau xót. Thưa anh, trong cuộc kháng chiến 10 năm của Lê Lợi mà chống quân nhà Minh để giành lại được độc lập ấy, sau đó Nguyễn Trãi có làm một cái bản tổng kết thì ông đã đưa ra một cái kết luận là sở dĩ cái cuộc kháng chiến ấy thành công được là nó có 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó được lòng dân. Yếu tố thứ hai là chúng ta huy động được sức mạnh toàn dân vào cái cuộc kháng chiến đó. Và yếu tố thứ ba là có anh hùng hào kiệt. Vậy thì theo anh, 37, 38 năm nay rồi, Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại, mặc dù dân chúng ở trong nước là càng ngày càng căm phẫn, đứng dậy đấu tranh, và người Việt ở ngoại thì hết sức dồn mọi nỗ lực hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ấy. Thì tại sao đến giờ phút này, cái sự nghiệp mà giải thể chế độ Cộng sản của chúng ta nó vẫn chưa thành công? Theo cái nhìn riêng của tôi thì chúng ta đã hội đủ vấn đề, luôn luôn chúng ta có chính nghĩa và chúng ta đã hội đủ vấn đề dân tộc. Tại vì bây giờ người dân miền Nam đã sáng mắt hơn là bị che khuất bởi những cái xảo quyệt tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Thì vấn đề dân tộc, nhân dân và vấn đề chính nghĩa chúng ta đã có hội đủ. Riêng về vấn đề lãnh đạo, theo cái ý riêng của tôi thì chúng ta có lãnh đạo đó, nhưng vì lãnh đạo đó chưa tiện xuất hiện trước quần chúng, tại vì chưa đúng thời cơ cho nên ông ta chưa xuất hiện. Người lãnh đạo có thể là ở hải ngoại, có thể là ở trong nước, hoặc là có thể họ vừa ra vào trong nước cũng không chừng. Nhưng nhà lãnh đạo đối với tôi là người phải biết lý luận, nói làm sao để cho người khác nghe, tin và làm theo đúng những cái điều mình muốn. Và người lãnh đạo phải biết tổ chức, biết kết hợp những người trân quý đồng chí của mình để mà cùng sinh hoạt theo đuổi cùng một mục
đích là phải làm sao đạp đổ chế độ Việt Nam Cộng sản và xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường sau này. Và muốn đạt được như vậy thì phải tạo một cuộc cách mạng, chứ không thể nào có một cái sự hòa giải, hòa hợp hay một cái đường lối chính sách nào khác hơn. Thưa anh, vậy thì thế nào là lãnh đạo đúng nghĩa của nó, và làm thế nào để người dân họ nhận biết được người đó mới thực sự là những người lãnh đạo vì dân, vì nước, thưa anh? Một người lãnh đạo là một người phải biết lý luận, tức là phải nói làm sao để người khác biết nghe và thực hành đúng ra cái điều, đúng theo cái điều mà cái người lãnh đạo mong muốn đạt thành cái kết quả. Và người lãnh đạo phải biết tổ chức, là làm sao gom góp được những cái người đồng chí của mình để cùng nhau đi theo một con đường chánh nghĩa, giải phóng đất nước khỏi cái sự cai trị tàn bạo quỷ quyệt của bọn Việt Nam Cộng sản. Nhưng người lãnh đạo không phải chỉ đơn giản nhìn cái góc cạnh của một quốc gia mà thôi, mà nhà lãnh đạo đối với tôi là phải biết nhìn sâu, nhìn suốt dọc của sự kiện lịch sử nước nhà và biến chuyển của thế giới. Quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình Những Người Tù Lương Tâm. Chương trình của chúng tôi đến đây đã mãn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.